Xin kính chào tất cả quý vị và anh chị ạ. Hôm nay thì em về thêm được một chiếc Hyundai Accent. Chiếc này của em là sản xuất năm 2019, bản số tự động, bản đặc biệt, có thêm cửa nóc rồi mọi người nhá. Bản số tự động có cửa nóc đầy đủ, bản full số tự động, màu đỏ biển Sài Gòn. Chiếc xe này thì hiện tại chạy được 4 vạn km. Xe thì mới về thôi. Và giá thì là giá mới rồi, giá của mùa Covid năm nay rồi. Rất là rẻ, hợp lý với thị trường ô tô hiện nay. Trước khi giới thiệu về chiếc xe thì em giới thiệu qua một chút nhá. Cửa hàng em ở số 89 đường Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội ạ. KAZ đây nha mọi người nhá. Mọi người đi qua đây thì có thể qua chỗ em để xem xe, hoặc là nếu rảnh thì có thể vào uống trà với anh em. Giới thiệu qua cửa hàng để cho thứ nhất là mọi người đỡ nhầm, và thứ hai nữa là có thể yên tâm nếu như chưa đủ lòng tin với các bác nào mà xem video lần đầu, thì có thể tin tưởng về chất lượng, cũng như là bên em mua bán thì sẽ có cam kết bằng văn bản rõ ràng, đầy đủ, và bao check test các loại thoải mái để cho mọi người lấy xe được yên tâm. Ngoài ra nữa thì khi mua xe ở bên em thì bên em sẽ có những cái dịch vụ ưu đãi sau bán hàng, nên là quý anh chị cứ yên tâm ạ. Chiếc xe này thì thật sự là còn rất là mới. Mọi người có thể thấy được cái ni lông này, phần táp lô vẫn còn này, rồi thì toàn bộ cái phần ni lông ở trên nóc này, đó, họ rất là giữ. Xe chạy 4 vạn km nhưng mà chủ họ rất là giữ gìn ạ, xe còn rất là mới. Bản full có cửa nóc rồi mọi người nhá. Nếu mà bản thiếu thì xe không có đâu ạ. Giá thì rất rẻ ở cái mùa Covid rồi, cực kỳ là hợp lý. Trên bản full này thì sẽ có thêm màn hình. Đó, màn hình Android. Ga tự động Cruise Control. Đó. Phím tăng chỉnh âm lượng trên vô lăng. Và ngoài ra thì chủ xe còn lắp thêm cái thảm trải sàn ở đây. Chiếc xe này là một trong số những chiếc sedan mà bán chạy nhất ở trong cái phân khúc hạng B. Khi mà nó chưa ra mắt ở cái form này ấy, nó vẫn là form trước ấy, nó chưa phải là cái form này ấy, thì Vios gần như nó là số 1. Nhưng khi mà chiếc Accent này nó ra mắt ấy, cái form này ấy, nó ra mắt với cái giá hiện tại ấy, thì cái xe doanh số của xe Vios nó giảm đi khá là nhiều. Đó. Tất nhiên là vẫn bán tốt nhưng mà giảm đi khá là nhiều bởi vì sức cạnh tranh mãnh liệt đến từ Hyundai Accent này. Mẫu mã đẹp, nhẹ nhàng, êm ái, vận hành trơn tru, với cái dáng đẹp, giá rẻ, cực kỳ hợp lý cho các bác nào muốn mua một chiếc xe ô tô để sử dụng, mà từ trước đến nay thì có thể là mua xe lần đầu, chưa mua xe bao giờ, thì có thể nghĩ đến chuyện mình có thể mua được một chiếc xe đời cao và siêu lướt. Đó. Cái việc mua ô tô nó đơn giản hơn rất là nhiều. Đó, hiện tại thì ở Hà Nội đang mưa một chút, em tranh thủ quay nhanh thôi. Mong quý anh chị thông cảm nhé. Nếu anh chị ở gần thì có thể qua trực tiếp cửa hàng của em để có thể xem. Mọi người nhớ là kênh YouTube Song Thảo này của em nhé. Ở trên biển bảng đây thì có chữ Song Thảo đấy ạ, và số điện thoại của em. Anh chị có thể qua đây để xem và trải nghiệm về chiếc xe này. Đó. Lốp này thì được thay lốp rồi, nên là mọi người cũng yên tâm. Khi mà mua xe thì cũng không phải lo về cái chuyện lốp lát quá mòn đâu, không phải lo. Đề nổ start top. Đó. Có cả cái ni lông này vẫn còn nguyên, chưa bóc này. Tiền nào của đấy thôi ạ, giá thành sẽ cực kỳ hợp lý cho một chiếc xe. Hiện tại thì tất cả những chiếc Accent này ở trên thị trường sẽ bán với giá cũng phải trên 500 triệu. Đó, trên 500 triệu. Nhưng hiện tại thì chiếc Accent này của em bán giá cực kỳ hợp lý và rẻ. Hiện tại bên em bán chiếc xe này với giá là 495 triệu cho một chiếc Hyundai Accent bản số tự động. Đó. Số tự động, bản full có đề nổ start top, có thêm cửa nóc ạ. Đây là bản full mọi người nhá. Bản thiếu thì nó sẽ rẻ hơn, cũng là số tự động nhưng nó sẽ rẻ hơn. Các bác đi mua xe thì đặc biệt là các bác mua xe lần đầu hoặc là chưa tìm hiểu kỹ thì hãy lưu ý hộ em nhá. Màn hình thì zin theo xe và có camera lùi hướng dẫn góc lùi theo xe luôn ạ. Tất cả những cái chi tiết của chiếc xe này thì còn khá là mới, và đặc biệt là nếu như anh chị nào mà đã theo dõi kênh YouTube này cũng như là biết về em nhiều rồi thì cũng yên tâm,
khi mà em sẽ đảm bảo, cũng như là cửa hàng bên em thì sẽ đảm bảo chất lượng. Cái này em quay ở ngoài nó hơi ồn một chút, mong quý anh chị cố gắng thông cảm giúp cho em. Trên bản full này còn được trang bị thêm cả đèn bi đấy ạ. Rồi, màu đỏ. Một số anh chị thì thắc mắc và hỏi em là tại sao làm cùng với Kia Civic. Thì thật ra thì rất là đơn giản thôi, hai anh em hợp với nhau thì làm thôi. Và phong cách làm việc thì rất là giống nhau. Đó, Kia Civic thì cũng khá là nổi tiếng và rất là nhiều anh chị cũng biết đến rồi. Đó, thì nếu như anh chị nào mà biết Kia Civic cùng với có thể biết em thì có thể kết hợp. Hai anh em đã từng kết hợp với nhau và làm ăn khá là lâu rồi, thì anh chị cứ yên tâm về từ phong cách làm việc đến chất lượng xe, bên em sẽ đảm bảo hết tất cả mọi thứ cho quý anh chị. Thứ nhất là để đảm bảo uy tín cửa hàng, thứ hai nữa là cũng xây dựng tinh thần và mong được quý anh chị ủng hộ trong thời gian dài. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng em trong video này. Mọi người đừng quên ấn like và đăng ký kênh YouTube này của em để có thể xem được nhiều video của bên em hơn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ạ.